ghi nhớ 21 nguyên tắc này, dân sale có thể kiếm được cả tấn tiền, để giúp nâng cao nghệ thuật bán hàng. Dưới đây là 21 bí kíp bất kỳ dân sale nào cũng cần nằm lòng, bán hàng là một công việc không hề dễ dàng. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nó có tính nghệ thuật nhiều hơn là khoa học, công việc này càng trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh môi trường công nghệ như hiện tại nơi mà mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng. Để giúp nâng cao nghệ thuật bán hàng dưới đây là 21 bí kíp bất kỳ dân sale nào cũng cần nằm lòng, một càng liều lĩnh bạn càng có cơ hội nhận lại thành quả lớn hơn. Đó là cuộc sống. Vì vậy một là đặt cược thật lớn, hai là yên phận ở nhà, nghĩa đen CEO lại like thất ba, hai. Hãy chuẩn bị nhiều câu hỏi. Nhân viên bán hàng thường chỉ chăm chú chuẩn bị những gì muốn nói với khách hàng mà quên suy nghĩ về việc nên đặt những câu hỏi nào một buổi bán hàng thành công không dừng lại ở việc đưa ra thông tin cho khách hàng mà nên đặt câu hỏi để tìm hiểu thêm về họ. Mark Hunter The Sale Hunter 3. Hãy kết hợp video vào quá trình bán hàng. Cố gắng không chỉ nói từ slide này đến slide khác một cách đều đều, đơn điệu. Thay vào đó, hãy đi quanh căn phòng và thu hút người nghe sau đó xen kẽ thêm những video để giải thích cho các quan điểm mà bạn đưa ra. Nội dung video có thể về cách bạn đang giúp công ty phát triển và phỏng vấn các thành viên trong nhóm. Janip Marley phó chủ tịch marketing của Nestiva. 4. Luôn giảm giá cho những ai thích mặc cả. Chi phí cho mỗi lần mua hàng sẽ cao hơn một chút nhưng cái tôi của khách hàng. Vô giá, Johan A. chuyên gia marketing, năm sử dụng ngôn ngữ, màu sắc đặc trưng của doanh nghiệp, phong chữ và hình ảnh để cá nhân hóa thông điệp của bạn. Đoạn 6. Hãy kết bạn với những người bạn của bạn bạn. Dù là người bận rộn đến thế nào cũng không thể từ chối lời giới thiệu từ một người thân. Bạn bè, Johanaiza, chuyên gia marketing. 7. Hãy xin lỗi nếu làm sai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cuối cùng, khách hàng sẽ không còn nhớ nhiều tới sai lầm bạn mắc phải, thay vào đó họ quan tâm tới những điều bạn làm được sau đó. Mahen chủ tịch Hans Marketing. 8. Hãy kết thân với đội ngũ marketing ở công ty. Phil Simpson, Saul Leford. 9. Những từ và cụm từ khẳng định có sức mạnh kỳ diệu. Từ bởi vì là một trong số đó. Trong một câu, từ liên kết bởi vì sẽ kích thích người nghe nghĩ rằng, ồ, điều tôi sắp nghe tới đây sẽ biện giải cho những gì được nghe trước đó và cách kỳ diệu này có thể mang lại hiệu quả ghê gớm trong quá trình bán hàng của bạn. David Zimmer, Salesforce, 10. Làm việc đa nhiệm là kỹ năng đang được đánh giá quá cao. Trên thực tế, tôi tin rằng đa nhiệm chỉ đơn giản là cơ hội làm dối tung rất nhiều thứ cùng một lúc. Chìa khóa để thành công trong một ngôi trường bán hàng đầy cơ hội là sự ưu tiên nghiêm ngặt. Ninh hết giờ. CEO và Chủ tịch Velocity 11. Thường thì sau khi hoàn tất được thỏa thuận lần đầu tiên, tôi cảm ơn khách hàng bằng một bữa trưa hoặc ngồi cà phê. Một khi thỏa thuận hoàn thành, tôi nhận ra rằng áp lực đã không còn nữa và lúc này sẽ dễ dàng hơn cho bạn để xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn hơn sau này. Jessica Medejo, 12 đối với nhóm khách hàng có trình độ và xuất thân khác nhau, hãy lắng nghe nhiều hơn và nói ít đi. Tajun An, Cleveland, 13. Nếu có thể khiến khách hàng cười, bạn đã thành công rồi đó. Elizabeth Osmi, Cleveland, 14. Dù bận rộn đến mấy cũng đừng để email của khách hàng tồn động tới vài giờ hay vài ngày mà không phản hồi lại. Hãy dành 15 giây để đọc email và cho họ biết bạn sớm muộn gì cũng trả lời trong một khoảng thời gian ít nào đó. Bernard Sullivan, Salesforce, 15 Trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc thảo luận nào, hãy luôn biết khách hàng của bạn là ai và họ kiếm tiền bằng cách nào. Bạn sẽ bị mất điểm nhanh chóng khi ngồi cùng một khách hàng, đang nắm vị trí CEO mà không hề biết doanh nghiệp của anh hay chị ấy đang điều hành hoạt động trong lĩnh vực gì. Emily MacKenzie, Salesforce, 16. Quên bữa trưa hoặc uống bia đi. Bạn nên thực hiện những trải nghiệm thiết thực cùng với khách hàng của mình. Johanna, 17. Đầu tiên hãy cho khách hàng biết họ có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền khi mua sản phẩm. Sau đó sử dụng nghệ thuật bán chéo, đưa ra gợi ý về một sản phẩm có mức giá đúng bằng con số đó. Johanna, 18. Một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp nên tập trung vào việc nâng cao thêm giá trị cho khách hàng trước cả khi họ yêu cầu. Ví dụ, thay vì gửi email hay gọi điện với cùng một nội dung, tại sao không gửi cho khách hàng một bài báo hay cuốn sách kinh doanh mà bạn cho là họ sẽ cảm thấy thích David Riemer 19. Những công cụ đo lường hiệu quả bán hàng không chỉ dành cho các nhà quản lý, nó dành cho cả chính nhân viên sales hãy cho họ biết khả năng đạt được hạn mức doanh số bán hàng và hình dung về mục tiêu doanh thu. William Paisy, Giám đốc Marketing Dinh Dana, 20. Có một câu hỏi nhanh. Bạn có giỏi kể chuyện không? Hay lần cuối cùng bạn kể một câu chuyện hay là khi nào? Có thể điều này xảy ra khi bạn trò chuyện trong một nhóm bạn. Đồng nghiệp hay con cái của bạn. Một người kể chuyện hay có kỹ năng pha chế thêm những gia vị bí mật giúp bạn có nhiều bạn hơn, tạo ra ảnh hưởng tới nhiều mặt hơn và có nhiều niềm vui hơn trong công việc và cuộc sống. Một người kể chuyện hay sẽ phá vỡ mọi rào cản, thu hút người nghe, biến bạn thành một diễn giả và có thể đưa trình bán hàng của bạn lên một tầm cao mới. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là, bạn có giỏi kể chuyện không? Marquezmo, Caelford, 21 Công nghệ không thể giúp bạn đạt được các thỏa thuận. Cái bạn cần là công nghệ giúp bạn thực hiện điều này nhanh hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn mà thôi. Matt Hens, Chủ tịch Hens Marketing, xin hãy like, share và đăng ký kênh nếu bạn thấy hữu ích. Đăng ký chuông để nhận thông báo mới nhất tại BBKN, sự kênh chia sẻ kỹ năng và trải nghiệm. Xin cảm ơn và hẹn bạn trong video tiếp theo của chúng tôi.